chia sẻ cho mọi người một bí kíp có thể dễ dàng kiếm được đá tím nha. Nhớ cho mình một đăng ký kênh nhé. Mọi người để ý kỹ nha. Viên đá nào có đá tím sẽ phát sáng như vậy, còn không có thì sẽ không phát sáng. Một viên đá phát sang chúng ta đào một mình thì chắc chắn sẽ được đá tím. Còn nếu đào nhiều người thì một trong những người đào sẽ được nhá, nên lựa chọn những map càng vắng càng tốt, nên ưu tiên đập những viên đá nhỏ trước nha. Khi bạn đào được đá quý thì viên đá cũng ngưng phát sáng nhé. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh.